Xin được chào mừng quý khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị thân mến, nói về nhu cầu phòng tránh muỗi hay là các loại côn trùng khác ở trong gia đình của mình, đặc biệt là nếu như mà gia đình mình có trẻ nhỏ nè, người lớn tuổi hoặc thỉnh thoảng là người mới ốm dậy chẳng hạn, thì nhu cầu đó hẳn là có rất là nhiều gia đình khác nhau. Tuy nhiên là chúng ta sử dụng những cái biện pháp như thế nào thì an toàn ạ? Đôi khi là sử dụng những cái loại xịt côn trùng nè thì nó cũng sẽ không có tốt lắm đối với đối tượng, đặc biệt là trẻ nhỏ, đúng không anh Sang? Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể là lựa chọn những cái biện pháp khác, nó vừa đơn giản, nó vừa không tốn quá nhiều chi phí, như chúng ta sử dụng mùn chẳng hạn. Và một trong những dòng sản phẩm rất được yêu thích tại VTV Hyundai Home Shopping một lần nữa quay trở lại, và chúng tôi lại tiếp tục được hân hạnh đồng hành cùng với nó và giới thiệu đến quý vị khách hàng, đó chính là mùn bảo lộc. Và như vậy quý vị cũng có thể thấy rằng trong gia đình của chúng ta có rất là nhiều đối tượng cần đến những cái giải pháp để có thể tránh khỏi sự tấn công của muỗi cũng như các loại côn trùng, đúng không Kiều Khanh? Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được mang đến cho quý vị đó là một giải pháp mới đến từ thương hiệu Bảo Lộc. Bộ hai mùn đến từ thương hiệu này sẽ bảo đảm mang đến cho quý vị một cách giải quyết rất là triệt để trong việc chúng ta tránh khỏi những căn bệnh truyền nhiễm đến từ muỗi cũng như là côn trùng, với một thiết kế rất là hiện đại cũng như là thông minh, màu sắc thì trang nhã nữa, sẽ mang đến cho quý vị những giấc ngủ thật ngon và sâu nhé quý vị. Và mức giá mà chúng tôi đang áp dụng cho bộ hai mùn đến từ thương hiệu Bảo Lộc ngày hôm nay là 549.000 đồng. Chưa dừng lại đó, chúng ta còn có những quà tặng rất hấp dẫn nữa Kiều Khanh ơi. Quà tặng rất là hấp dẫn và cũng rất là ý nghĩa quý vị ạ. Và cách thức sử dụng thì cũng rất là đơn giản như sản phẩm chính thôi. Đó chính là mùn em bé quý vị nha. Với kích thước là 1m1 x 1m1 thì Kiều Khanh nghĩ rằng sẽ rất là tiện lợi khi chúng ta sử dụng vào ban ngày. Lúc đó thì người lớn thì chưa có nhu cầu ngủ, nhưng mà các bé, đặc biệt là bé dưới 1 tuổi trong gia đình của mình, khi các bé ngủ đó thì chúng ta chỉ cần là sử dụng một chiếc mùn nhỏ đơn như thế này thôi, chụp lại và sau đó là yên tâm là các bé cũng sẽ được phòng tránh muỗi một cách tối đa quý vị nha. Sau đó thì chúng ta có thể là yên tâm làm những cái việc khác, và việc mà tháo dỡ những chiếc mùn như thế này cũng trở nên rất là đơn giản và mức giá rất là ưu đãi, anh Minh Sang cũng đã giới thiệu đến quý vị rồi. Bây giờ thì nói về cách thức đặt hàng đi quý vị. Có 3 cách thức đặt hàng khác nhau cực kỳ đơn giản và tiện lợi. Một là gọi đến số tổng đài đã hiển thị trên màn hình. Thứ hai nữa, chúng ta cũng có thể là đặt hàng trực tuyến thông qua website vtvhyundai.vn, hoặc cũng có thể là đặt hàng thông qua ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng quý vị nha. Cách thức nào cũng được. Cách thức nào chúng tôi cũng sẽ giao hàng đến tận nhà quý vị tại 63 tỉnh thành. Thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe nói chung và chăm sóc cho giấc ngủ cho các thành viên trong gia đình của chúng ta nói riêng là một việc rất cần thiết, không chỉ là trẻ nhỏ, các bà mẹ đang mang thai mà những người lớn tuổi nữa quý vị. Đây là đối tượng mà chúng ta thấy rằng là những người lớn, ông bà, bố mẹ của chúng ta thường sẽ rất là khó ngủ, nếu như trong nhà của chúng ta mà có muỗi hay là côn trùng nghe những cái tiếng vo ve thì rất là khó chịu, đúng không Kiều Khanh? Nên chúng ta cần lắm những cái giải pháp để mang đến những giấc ngủ thật ngon để chăm sóc sức khỏe cho gia đình của chúng ta. Và mùn bảo lộc có sự tiện lợi ở chỗ đó chính là nó có thể tự bung ra khi chúng ta tháo sợi dây thun đi kèm quý vị nha. Và sau đó là chúng ta cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian, nó có thể là móc lên như là những chiếc mùn truyền thống như trước đây nữa. Tiện lợi, đơn giản và dễ dàng khi sử dụng. Bên cạnh đó nữa là sử dụng chất liệu an toàn đối với sức khỏe. Do đó ngay cả khi mà gia đình quý vị có trẻ nhỏ thì chúng ta cũng yên tâm khi mà sử dụng trực tiếp cho các bé quý vị nha. Đó, bung ra rất là dễ dàng và tiện lợi như vậy. Và có kích thước thì quý vị có thể là lựa chọn 1m6 x 2m hoặc 1m8 x 2m, tiện lợi sử dụng trong gia đình của mình. Có dây kéo nè để chúng ta có thể là kéo ra nếu như mà giữa đêm mình có nhu cầu đi ra ngoài để làm việc gì đó khác chẳng hạn. Mức giá rất ưu đãi, 549.000 đồng. Bộ hai mùn từ bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc với mức giá hấp dẫn 549.000 đồng, có 2 kích thước để chúng ta lựa chọn: 1m6 x 2m, 1m8 x 2m với màu sắc ngẫu nhiên. Tặng ngay cho quý vị một mùn em bé với kích thước 1m1 x 1m1, bảo vệ giấc ngủ cho cả gia đình bạn. Mùn bảo lộc có thiết kế thông minh, màu sắc trang nhã. Khuôn mùn được làm bằng thép đàn hồi và chất liệu vải phim nhẹ, thoáng khí. Một cửa ra vào với thiết kế khóa kéo hai mặt tiện lợi. Mỗi góc mùn đều có thun giữ cố định với nệm, phòng tránh được những côn trùng có hại. Sản phẩm mùn bảo lộc dễ dàng cất giữ và thao tác đơn giản, sử dụng ở mọi không gian khác nhau trong gia đình của chúng ta. Khi sử dụng mùn bảo lộc không còn sợ côn trùng, không còn sợ muỗi hoặc thậm chí là bụi bặm, đảm bảo giấc ngủ ngon và sâu cho cả gia đình. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7.
Xin được chào mừng quý vị cùng trở lại với chương trình mua sắm ngày hôm nay của VTV Hyundai Home Shopping của chúng tôi. Và lúc này đây sẽ là lúc mà chúng tôi cùng giới thiệu đến quý vị sản phẩm ngày hôm nay. Đó là chiếc mùng bảo lộc với những cái thiết kế rất là thông minh, màu sắc và trang nhã nữa. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở chiếc mùng này với một cái thiết kế dạng lều như thế này sẽ rất là phù hợp cho mọi gia đình của chúng ta. À, quý vị thân mến, đầu tiên là chúng ta có thể nhìn ngắm đây. Đó chính là cái bộ khung của nó được làm bằng thép rất là đàn hồi như thế này. Chúng ta, Minh Sang có thể thực hiện ngay bây giờ để quý vị có thể cảm nhận được nó rất là đàn hồi và bao toàn bộ chiếc mùng của chúng ta. Tiếp theo nữa đó chính là phần vải của chúng ta được làm bằng vải tuyên rất là cao cấp cũng như là chắc chắn, có một cái độ thoáng mát vừa phải để chúng ta có thể sử dụng thoải mái trong gia đình của mình. Trong gia đình của chúng ta thì có rất là nhiều đối tượng khác nhau cần sử dụng những cái chiếc mùng như thế này. Ví dụ như là trẻ em, là các bà mẹ mang thai, là cả những người lớn tuổi thì ai cũng cần có một cái sự chăm sóc sức khỏe thật là tốt. Nên chúng tôi nghĩ rằng thiết bị này với sản phẩm mùng bảo lộc sẽ là một cơ hội để chúng ta mua sắm, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình của chúng ta tốt hơn. Và thưa quý vị, như vậy là trong quá trình sử dụng mình có thể thấy được đầu tiên là độ thoáng mát khi mà trong giấc ngủ mình vẫn được đảm bảo quý vị nha. Bởi vì cái chất liệu vải tuyên bên ngoài và với cái lỗ thoáng khí như thế này thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là nó có cái độ thoáng mát dễ chịu nè. Có thể là hạn chế được những cái loại muỗi hay là những cái loại côn trùng khác nhau chẳng hạn, cũng phòng tránh được những cái bệnh truyền nhiễm khác nhau do muỗi gây ra. Bên cạnh đó nữa là quý vị cũng có thể thấy là với chiếc mùng tự bung bảo lọc như thế này thì nó còn có thêm một điểm tiện lợi nữa, đó chính là nó có một cái cửa ra vào quý vị nha. Và cửa ra vào này được khóa chốt lại bằng một cái dây kéo, và điểm mà quý vị có thể lưu ý đó chính là sử dụng dây kéo đôi quý vị nha. Do đó là chúng ta có thể là kéo ở bất kỳ chiều nào cũng được. Kiều Khanh có thể là dỡ lên như thế này để cho quý vị có thể thấy dễ hơn. Dây kéo đôi, do đó chúng ta có thể là kéo ở đầu bên kia cũng được, hay đầu này cũng được quý vị nha, và kéo từ bên trong cũng được luôn. Và dây kéo rất là mượt mà như thế này giúp chúng ta thao tác dễ hơn và cũng hạn chế là gây ra tiếng ồn quá nhiều, bởi vì đôi khi là giữa đêm khuya đó, một người đi ra nhiều khi mà gây ra cái tiếng ồn thì chắc chắn là cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người còn lại. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta cũng không cần lo lắng quá về điều đó. Sau khi mà đã kéo hết dây kéo ra rồi thì chúng ta có thể là cuộn cái phần mùng hay là cuộn cái phần cửa đó lên và sau đó cố định lại bằng một phần dây cột đã có sẵn như thế này quý vị nha. Rất là đơn giản và rất là tiện lợi phải không ạ? Như vậy là chúng ta đã có thêm một biện pháp nữa để đảm bảo giấc ngủ ngon cho những thành viên trong gia đình của mình, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố về việc đó chính là an toàn cho sức khỏe cũng như là sự tiện lợi khi sử dụng quý vị nha. Và thêm một yếu tố nữa mà rất là nhiều người thường xuyên cân nhắc khi mua sắm, đó chính là yếu tố về mặt giá cả. Bây giờ thì anh Minh Sang sẽ chia sẻ cho mọi người vấn đề này nha. Đúng rồi thưa quý vị, với những cái ưu điểm trên chúng ta vừa được nghe Kiều Khanh chia sẻ thì có thể thấy rằng sản phẩm ngày hôm nay mùng bảo lộc chính là một sản phẩm rất cần thiết cho các thành viên trong gia đình của chúng ta để bảo vệ sức khỏe cho ông bà, bố mẹ, trẻ nhỏ và cả những bà mẹ đang mang thai nữa, đúng không Kiều Khanh? Thưa quý vị, mức giá ngày hôm nay chúng tôi đang áp dụng cho mùng bảo lộc với kích thước là 1m6 x 2m hay là 1m8 x 2m đều có mức giá như nhau thưa quý vị, đó chính là 549.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, còn có thêm quà tặng nữa, đúng không Kiều Khanh? Quà tặng này cũng rất là dễ dàng khi sử dụng quý vị nha. Đó chính là một chiếc mùng em bé với kích thước là 1m1 x 1m1. Bây giờ thì quý vị có thể thấy là có hai bạn thú bông nhỏ nào với giấc ngủ đang được đảm bảo bên ngoài bởi chiếc mùng tự bung bảo lọc. Và mùng này thì dành riêng cho em bé quý vị nha. Kích thước là 1m1 x 1m1, cho đó rất là tiện lợi khi sử dụng. Nếu như ban ngày ba mẹ thì chưa có nhu cầu ngủ, nhưng mà các bạn nhỏ thì thường xuyên ngủ mà phải đảm bảo giấc ngủ mỗi ngày là từ khoảng là 16 cho đến 20 tiếng chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta chỉ cần sử dụng chiếc mùng này và chụp lên các bé nhỏ đang nằm ngủ ở bên trong. Khi nào mà mình cần là đánh thức các bé dậy để cho các bé ăn thì chúng ta chỉ cần là dỡ mùng lên mà thôi. Và thao tác dỡ mùng thì rất là đơn giản như thế này quý vị nha. Đó, bởi vì mùng rất là nhẹ nhàng mà, còn thao tác xếp lại thì lại còn đơn giản hơn nữa. Kiều Khanh có thể là hướng dẫn cho quý vị một cách rất là tiện lợi như thế này. Chỉ cần nhấn nhẹ mà thôi là chúng ta đã có thể là xếp cái phần khung lại. Còn sau đó cái thao tác để có thể là xếp mùng lại thì cũng diễn ra rất là nhanh chóng. Và quý vị cứ yên tâm là mình cứ dạng tay lên quý vị nha, không có sao hết đâu. Bởi vì cái khung mùng này nó làm bằng thép có thể là đàn hồi rất là tốt, do đó chúng ta có thể là uốn lại như thế này, sau đó có thể là cố định lại bằng một sợi dây đã đi kèm cùng với chiếc mùng này rồi, và sau đó thì chúng ta có thể là cất vào bên trong bao bì của nó. Cực kỳ tiện lợi, đơn giản và dễ dàng phải không ạ? Kích thước của chiếc mùng này cũng như là trọng lượng của nó thì cũng rất là gọn nhẹ nữa, do đó chúng ta có thể là sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Bây giờ thì bung ra một lần nữa quý vị nha, thao tác cực kỳ tiện lợi và dễ dàng phải không ạ? Các chị em phụ nữ trong gia đình mình cũng có thể là tự làm được luôn, không cần phải nhờ đến cánh mày râu đâu. Bung ra ở bất kỳ góc độ nào cũng được quý vị nha. Sau khi bung ra rồi thì mình chỉ cần là chụp lên mà thôi, rất là đơn giản như lúc nãy phải không ạ?
Đó. Như vậy là quý vị thân mến, chúng ta chỉ một lần mua sắm mà chúng ta có đến 3 sản phẩm, 2 sản phẩm chính và 1 sản phẩm quà tặng nữa sẽ phù hợp để chúng ta dùng cho nhiều đối tượng khác nhau, đúng không Kiều Khanh? Còn ngay lúc này đây thì Minh Sang sẽ cùng thực hiện những cái thao tác để chúng ta có thể mở ra cũng như gấp gọn lại chiếc mùng này một cách rất là nhanh chóng để tiện lợi cũng như cho quý vị quan sát nha. Đầu tiên thì bây giờ Minh Sang sẽ cùng tháo chiếc mùng này ra. Đó, rất là nhanh chóng ha Kiều Khanh. Rất là tiện lợi nữa. Chiếc mùng này có một cái khoang khá là rộng nha. Kiều Khanh có thể ngay lúc này nhìn thấy là nó che cả đầu của Minh Sang, rất là cao, đúng rồi. Bây giờ thì Minh Sang sẽ làm các cái thao tác để chúng ta gấp gọn một cách nhanh chóng nha quý vị. Buổi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta bung ra, còn sáng khi mà thức dậy á quý vị, chúng ta chỉ cần tháo nhẹ gấp gọn như thế này thôi, rất là nhanh chóng. Đó, chúng ta sẽ xoay tròn như thế này và sẽ có sẵn một cái sợi dây thun như thế này để chúng ta có thể gấp gọn là nhanh chóng bỏ vào tủ. Và thêm một cái điều nữa mà rất là tiện lợi khi mà chúng ta gấp gọn lại Kiều Khanh là bụi bặm nó sẽ không dính vào chiếc mùng này của chúng ta, thì chiếc mùng luôn trong cái tình trạng sạch sẽ để sử dụng rất là an toàn cho gia đình của chúng ta Kiều Khanh ha. Chính xác rồi. Và Kiều Khanh còn lưu ý thêm một điểm nữa, đó chính là nếu như mà trong không gian phòng ngủ của gia đình mình nếu mà nó khá rộng rãi đó quý vị, thì thực ra là chúng ta cũng không cần phải xếp chiếc mùng này lại làm gì phải không ạ? Cứ để cố định ở đó, bởi vì có một cái cửa ra vào mà, do đó chúng ta chỉ cần là kéo dây kéo mở cái cửa ra vào này, sau đó là những thành viên có thể là lần lượt đi vào, rất là tiện lợi và rất là đơn giản cũng như là tiết kiệm thời gian nữa. Hãy nhanh tay đặt hàng cùng với chúng tôi quý vị nha. Thời lượng của chương trình đang trôi qua rất là nhanh ạ. Mức giá ưu đãi là 549.000 đồng quý vị ạ. Và với những cách thức đặt hàng khác nhau, cách thức nào cũng được, chúng ta vẫn nhận được và phần quà rất là ưu đãi, đó chính là chiếc mùng em bé kích thước 1m1 x 1m1, và chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà quý vị tại 63 tỉnh thành. Sở hữu ngay bộ hai mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc với mức giá 549.000 đồng. Có hai kích thước để chúng ta lựa chọn, 1m6 x 2m, 1m8 x 2m, màu sắc ngẫu nhiên. Tặng thêm cho quý vị một mùng em bé với kích thước 1m1 x 1m1, bảo vệ giấc ngủ cho cả gia đình. Mùng Bảo Lộc có thiết kế thông minh và màu sắc trang nhã. Khung mùng được làm bằng thép đàn hồi, chất liệu vải phi nhẹ và thoáng khí. Một cửa ra vào với thiết kế khóa kéo hai mặt tiện lợi. Mỗi góc mùng đều có thùng giữ cố định với nệm, phòng tránh được những côn trùng có hại. Mùng Bảo Lộc với rất nhiều ưu điểm, dễ dàng cất giữ, thao tác đơn giản và sử dụng ở nhiều không gian khác nhau trong gia đình bạn. Khi sử dụng mùng Bảo Lộc không còn sợ côn trùng, muỗi hay bụi bặm, bảo đảm giấc ngủ ngon và sâu cho cả gia đình. Sử dụng mùng Bảo Lộc trong gia đình quý vị chắc chắn sẽ giúp chúng ta có những giấc ngủ thật là ngon, thật là sâu. Bởi vì giấc ngủ lúc này không còn bị gián đoạn nữa bởi những vết đốt côn trùng. Và đôi khi là chúng ta nhìn vào cánh tay nè, chân hay đặc biệt là má chẳng hạn của những trẻ nhỏ trong gia đình của mình, mà nếu để lại những cái vết côn trùng cắn chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy rất là xót, đúng không ạ? Và nhiều khi là có những cái căn bệnh truyền nhiễm có thể là lây qua đường mũi cắn nữa quý vị nha. Do đó chúng ta sử dụng một chiếc mùng ở bên ngoài thì sẽ đảm bảo giấc ngủ ngon hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là những chiếc mùng truyền thống trước đây phải móc ở 4 góc tường hay là móc ở 4 góc cây ở góc giường chẳng hạn, thì chắc chắn điều đó sẽ rất là bất tiện. Sử dụng mùng tự bung từ thương hiệu Bảo Lộc chỉ cần một giây mà thôi quý vị nha. Bung mùng ra, xếp đặt lên giường và sau đó sử dụng một cách thoải mái. Với mức giá mà chúng tôi đang áp dụng trong chương trình ngày hôm nay chỉ là 549.000 đồng, quý vị có thể lựa chọn đó là hai kích thước 1m6 x 2m, 1m8 x 2m, hai kích thước khác nhau hoặc là cùng một kích thước cũng được quý vị nhé. Chúng tôi sẽ được phép giao hàng miễn phí cho quý vị và màu sắc ngẫu nhiên. Tặng ngay cho quý vị một mùng em bé với kích thước 1m1 x 1m1. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Không biết gia đình quý vị thì như thế nào, nhưng mà Kiều Khanh cứ nhớ lúc mà mình còn nhỏ đó quý vị, thì có những chiếc giường khác nhau, sẽ có rất là nhiều những cách khác nhau để chúng ta có thể là giăng mùng. Có thể là có những chiếc giường mà phải sử dụng 4 cái thanh cây ở 4 góc giường để sau đó chúng ta có thể chăn mùng lên. Hoặc nếu như mà giường nào được kê sát góc tường thì lại còn đóng đinh ở tường nữa để mình có thể là móc mùng lên một cách đơn giản. Và bởi vì là con gái đó quý vị, cho đó Kiều Khanh lúc nào cũng được mẹ giao nhiệm vụ, đó chính là sáng ngủ dậy thì phải gấp gọn mùng vô. Những chiếc mùng lúc đó không được căng, nhà đó xếp gọn chiếc mùng cũng là một
một vấn đề tốn đến 5 đến 10 phút vào mỗi buổi sáng. Như vậy thì cũng cảm thấy rất là mệt phải không ạ? Tuy nhiên sử dụng mùng bảo lọc như thời buổi hiện nay thì chúng ta sẽ cảm thấy đơn giản và tiện lợi hơn rất là nhiều. Và quý vị cũng có thể thấy là đôi khi là chúng ta cũng không cần là phải xếp gọn những chiếc mùng này vào mà cứ để như vậy, bởi vì nó còn có một thiết kế rất là tiện lợi như thế này phải không ạ? Có một chiếc cửa ra vào như thế này và chúng ta chỉ cần là sử dụng dây kéo mà thôi. Và bây giờ thì Kiều Khanh sau khi đã cuộn chiếc cửa lên rồi để có thể là ngồi như thế này, nửa ngồi nửa đứng ở phía bên ngoài rất là thoải mái quý vị nha. Và khi mà chúng ta cần vào bên trong để ngủ và để phòng tránh muỗi hay là những cái loại côn trùng khác thì chúng ta chỉ cần là tháo sợi dây ra rất là dễ dàng quý vị nha. Sau đó để có thể là cho mùng nó rớt xuống như thế này và chúng ta chỉ cần là sử dụng dây kéo để cố định chiếc mùng lại mà thôi. Cực kỳ đơn giản và tiện lợi. Dây kéo là dây kéo đôi và hai mặt quý vị nha. Do đó chúng ta có thể là kéo từ bên ngoài hay từ bên trong đều rất là tiện lợi. Dây kéo thì rất là mượt mà như thế này. Sau khi kéo hết rồi thì chúng ta sẽ yên tâm là cái không gian ở bên trong giường nó đã được kín lại rồi. Do đó sẽ không có những loại côn trùng hay đặc biệt là không có muỗi chui vào bên trong. Và cái thao tác này có thể là được thực hiện ngược lại vào buổi sáng quý vị nha. Nếu như mà không gian phòng ngủ gia đình của mình rộng rãi, không cần phải xếp gọn mùng lại, chỉ cứ thế là kéo cái phần mùng lên, mình kéo dây kéo lên trên và sau đó mình cuộn gọn gàng lại mà thôi. Cực kỳ đơn giản và tiện lợi. Và trong quá trình sử dụng đó quý vị, thì quý vị cũng có thể thấy là khung mùng thì rất là chắc chắn khi mà sử dụng đúng không ạ? Tuy nhiên nó cũng có cái độ mềm dẻo nhất định để chúng ta có thể là xếp gọn lại khi không sử dụng nữa. Với những ưu điểm vừa nêu trên từ Kiều Khanh thì quý vị có thể yên tâm để sử dụng cái sản phẩm ngày hôm nay, đó là mùng đến từ thương hiệu Bảo Lộc. Và chúng tôi xin được nhấn mạnh lại một lần nữa, mức giá 549.000 đồng là chúng ta có đến 2 sản phẩm quý vị nhé. Hai sản phẩm này đó là hai sản phẩm chính, còn thêm quà tặng nữa thì chúng ta có đến 3 chiếc mùng, thì quý vị có thể yên tâm sử dụng cho các thành viên trong gia đình của chúng ta. Còn ngay lúc này đây thì Minh Sang sẽ cùng tháo chiếc mùng này ra rất là đơn giản. Khi mà tháo ra nha quý vị thì chúng ta sẽ bung một cách nhẹ nhàng như thế này. Một cái động tác duy nhất là chúng ta có thể nhìn thấy cái khoang mùng khá là rộng rãi như thế này. Thì mình có thể yên tâm sử dụng cho cả gia đình, cả bố mẹ và các em nhỏ của chúng ta nằm trong mùng luôn Kiều Khanh ha. Kiều Khanh cảm thấy là đối với một cái không gian rộng rãi như thế này thì nhiều khi là 3-4 người nằm trên một chiếc giường thì chiếc mùng này cũng có thể là bao phủ một cách rất là rộng rãi đúng không? Rồi. Và quý vị cũng có thể thấy là ở bốn góc đó nó còn có những cái sợi dây thun nữa quý vị nha. Do đó nếu như mà nệm của mình là khá là dày hay là khá là cao đó quý vị thì chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái sợi dây thun này mình móc vào trong nệm, do đó là cố định luôn được chiếc mùng này lên trên giường của mình, không sợ sọc sệt vào bên trong và cũng tránh được tình trạng đối với những chiếc mùng truyền thống đó anh Sang. Đó đúng chính rồi. Là nhiều khi nếu mà mùng mà bị nhão trùng nó phủ lên mặt của mình hay là phủ lên da của mình thì nhiều khi là côn trùng vẫn đốt mình được qua cái đường đó nha. Đúng rồi, trong quá trình mình ngủ á Kiều Khanh, nhiều khi mà tay chân của chúng ta lỡ mà có đưa ra những cái chiếc mùng truyền thống cũ á thì muỗi vẫn có thể len lỏi vào cắn của chúng ta. Như quý vị cũng biết thì hiện nay trên báo đài cũng đưa rất là nhiều thông tin về các căn bệnh truyền nhiễm, ví dụ như sốt xuất huyết cũng như là sốt rét hay là dịch Zika đó Kiều Khanh, sẽ ảnh hưởng không tốt đến gia đình của chúng ta. Nên ngay từ bây giờ chúng ta cần có một giải pháp mới để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, đó chính là chiếc mùng đến từ thương hiệu Bảo Lộc. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị mức giá 549.000 đồng mà chúng ta có đến 2 chiếc mùng là sản phẩm chính, ngoài ra còn có quà tặng rất là hấp dẫn nữa Kiều Khanh ơi. Và quý vị thân mến, với mức giá cực kỳ ưu đãi mà ngày hôm nay chúng tôi đang đem đến cho quý vị thì Kiều Khanh nghĩ rằng đây là một cơ hội không nên bỏ lỡ quý vị nha. Thương hiệu Bảo Lộc, thương hiệu đã rất là quen thuộc đối với nhiều gia đình rồi, nhưng nếu như chúng ta chưa có cơ hội sở hữu thì hãy ngay lập tức sở hữu ngay từ bây giờ. Mức giá ưu đãi chỉ 549.000 đồng mà thôi cho bộ 2 chiếc mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc quý vị nha. Và chúng ta sẽ có 2 kích thước để mình có thể là lựa chọn, và kích thước này thì quý vị có thể là trao đổi cùng với lại nhân viên tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping. Kích thước đó bao gồm 1m6 x 2m hoặc là 1m8 x 2m nè. Như vậy là đối với kích thước nệm hay là kích thước giường gia đình mình đang sử dụng sẵn có như thế nào thì chúng ta có thể là trao đổi sử dụng chiếc mùng như vậy. Nhưng mà trong gia đình Kiều Khanh đó quý vị, có những chiếc mùng là 1m6 x 2m quý vị nha, nhưng mà Kiều Khanh vẫn sử dụng luôn mùng 1m8 x 2m. Lúc đó thì chúng ta có thể là trùm luôn cái chiếc mùng này qua cái phần thân giường một tí xíu và sau đó đảm bảo là sẽ không có muỗi nè hay là không có cái loại côn trùng nào nó có thể là chui lọt vào bên trong quá trình sử dụng quý vị ạ. Quý vị thân mến, quà tặng ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý vị đó chính là một chiếc mùng dành cho em bé với kích thước là 1m1 x 1m1. Và Kiều Khanh thân mến, với kích thước này thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng cho những em bé mà dưới 1 tuổi Kiều Khanh ha, để bảo vệ khỏi cái sự tấn công của muỗi cũng như là các loại côn trùng khác nhau. Như vậy là với sản phẩm ngày hôm nay, bộ 2 sản phẩm đó chính là 2 chiếc mùng đến từ thương hiệu Bảo Lộc, rồi kèm theo một quà tặng nữa sẽ rất là hấp dẫn đúng không, Kiều Khanh? Mức giá đó là 549.000 đồng và Kiều Khanh nghĩ rằng với việc mà chúng ta hãy chia nhỏ ra
đi quý vị. Chúng ta sẽ có bộ sản phẩm chính, đó chính là hai mùn phải không ạ? Chia ra thì một chiếc mùn chưa đến 300 ngàn đồng phải không ạ? Nhưng bảo vệ được sức khỏe và cả giấc ngủ ngon cho những thành viên trong gia đình. Và sau đó thì chúng ta nhận hàng lại còn đi kèm với quà tặng như thế này nữa. Không biết là quý vị khán giả thì như thế nào, nhưng mà Kiều Khanh á đã nuôi con nhỏ rồi thì cảm thấy là những cái dòng sản phẩm mà dành riêng cho em bé như thế này lúc nào nó cũng có sự tiện lợi nhất định. Bởi vì nhiều khi là ban ngày đó mình sẽ đi ra đi vào hay là leo lên leo xuống chiếc giường rất là nhiều để chăm sóc cho con mình. Nhưng mà lúc đó nếu mà cứ sử dụng một chiếc mùng lớn thì nó cũng có đôi phần bất tiện phải không ạ? Khi đó chúng ta chỉ cần là đảm bảo giấc ngủ ngon cho con của mình thôi. Thì lúc đó em bé nằm bên trong, chiếc mùng dành cho em bé được chụp ở bên ngoài như thế này. Khi nào mà bé dậy thì mình dỡ mùng ra, mình xếp gọn lại, chỉ tốn có 3 đến 5 giây cho thao tác đó mà thôi. Còn sau đó thì chúng ta lại chụp lại để tiếp tục giấc ngủ cho em bé. Rất là tiện lợi, thao tác thuận tiện mà không cản trở sự đi lại của bố mẹ một chút nào hết. Với những cái ưu điểm đó cũng như là mức giá hấp dẫn ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý vị trên VTV Hyundai Home Shopping, thì chúng tôi nghĩ rằng sản phẩm ngày hôm nay ngoài việc mà chúng ta sở hữu để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình đó Kiều Khanh, thì chúng ta cũng có thể mua về để làm quà tặng cho những người thân, đặc biệt là những ông bà bố mẹ của chúng ta ở dưới quê á, nơi mà có rất là nhiều muỗi đúng không nào? Thì cái việc chăm sóc sức khỏe đặc biệt là mùng á thì rất là cần thiết. Mỗi đêm mà chúng ta đi ngủ thì cần phải có mùng để mà bảo vệ sức khỏe, tránh khỏi cái sự tấn công của muỗi cũng như các loại côn trùng khác nhau. Đây sẽ là một món quà rất là ý nghĩa và vô cùng đặc biệt dành cho những người thân trong gia đình của chúng ta đó Kiều Khanh ơi. Anh Sang nói thì em mới nhớ nha, nhiều khi mình về quê mình cứ suy nghĩ mãi là không biết là lựa chọn những cái món quà như thế nào thì ý nghĩa. Bánh kẹo thì mình cũng tặng riết rồi mình cũng chán đúng không? Và đôi khi những cái món quà mà mình tặng từ đợt trước tới bây giờ họ vẫn chưa sử dụng hết mà lại mang thêm về, thì nhiều khi là người nhận thì như vậy nhưng mà cũng cảm thấy là không có được thích cho lắm. Đúng. Tuy nhiên là đôi khi chúng ta có những cái dòng sản phẩm nó rất là đơn giản như thế này nè quý vị, nhưng mà trao gửi được cái tâm ý của mình rất là nhiều quý vị nha. Giúp họ có thể là bảo vệ sức khỏe và quan trọng hơn hết đảm bảo được giấc ngủ ngon, cũng chính là một yếu tố rất là quan trọng để giữ được chất lượng cuộc sống của chúng ta rồi. Như vậy thì hãy chần chừ gì nữa ạ? Ngay từ bây giờ hãy đặt hàng cùng với chúng tôi quý vị nha. Và đặt hàng mua sắm cùng với VTV Hyundai thì rất là đa dạng không ạ? Khi mà mua hàng trên VTV Hyundai Home Shopping của chúng tôi thì rất đơn giản quý vị. Quý vị chỉ cần ngồi tại nhà thôi, không cần đi đâu cả, không cần phải mang phát cồng kềnh về nhà. Chỉ cần một cuộc điện thoại quý vị liên lạc với chúng tôi qua số tổng đài quen thuộc đang hiển thị trên màn hình ngay lúc này. Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí cho quý vị 63 tỉnh thành trên cả nước. Và cách thức thứ hai cũng rất là đơn giản nữa là chúng ta có thể truy cập vào website vtvhyundai.vn ở Kiều Khanh. Và một cách thức thứ ba nữa cũng rất là đơn giản để chúng ta đặt hàng ở Kiều Khanh ơi. Và cách thức đó chính là chúng ta có thể là mua hàng bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, thông qua điện thoại của mình hoặc là thông qua máy tính bảng mà cùng với một ứng dụng VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Ngay bây giờ thì thời gian của chương trình đã không còn nhiều nữa rồi. Hãy thực hiện thao tác đặt hàng ngay từ bây giờ để chúng tôi có hân hạnh được phục vụ quý vị tại 63 tỉnh thành. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị đó là bộ hai mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc với mức giá hấp dẫn chỉ là 549.000 đồng. Có hai kích thước để chúng ta lựa chọn, 1m6 x 2m, 1m8 x 2m. Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí cho quý vị với màu sắc ngẫu nhiên, tặng thêm cho quý vị một mùng em bé với kích thước 1m1 x 1m1, bảo vệ giấc ngủ cho cả gia đình bạn. Mùng Bảo Lộc có thiết kế thông minh và màu sắc trang nhã, khung mùng được làm bằng thép đan hồi, chất liệu vải tuyên nhẹ và thoáng khí, một cửa ra vào với thiết kế khóa kéo hai mặt tiện lợi. Mỗi góc mùng đều có thùng giữ cố định với nệm, phòng tránh được những côn trùng có hại. Sản phẩm mùng Bảo Lộc với những ưu điểm khác nhau, dễ dàng cất giữ, thao tác đơn giản và sử dụng ở nhiều không gian khác nhau. Nhanh tay sở hữu mùng Bảo Lộc để không còn sợ côn trùng, muỗi hay thậm chí là bụi bặm, đảm bảo giấc ngủ ngon và sâu cho cả gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe cho chúng ta nói chung và chăm sóc cho giấc ngủ nói riêng sẽ là một điều rất là quan trọng khi mà trong nhà chúng ta có rất là nhiều đối tượng khác nhau cần thiết để bảo vệ sức khỏe chúng ta. Bình thường quý vị thân mến, nếu như trong nhà chúng ta phát hiện có muỗi cũng như các loại côn trùng khác nhau gây hại thì chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng rất là nhiều. Hiện nay thì chúng tôi biết rằng quý vị cũng đã có rất là nhiều cách thức khác nhau để có thể bảo vệ sức khỏe cho gia đình của mình, tránh khỏi những cái căn bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, những cách thức đó, những sản phẩm mà quý vị sử dụng có thực sự có hiệu quả để cũng như là có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta do những cái hóa chất từ những sản phẩm đó gây ra hay không, thì chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một giải pháp mới vô cùng an toàn đến từ thương hiệu Bảo Lộc.
Và thưa quý vị, với hai kích thước khác nhau để chúng ta lựa chọn là 1m6 x 2m và 1m8 x 2m, thì chúng ta có thể là mang về dòng sản phẩm phù hợp với kích thước nệm hay là giường đã có sẵn trong gia đình của mình. Chỉ tốn từ 3 đến 5 giây mà thôi cho thao tác buông mùng ra như thế này quý vị nha. Sau đó là hạ cái phần cửa ra vào xuống và chúng ta chỉ cần kéo dây khóa kéo hai mặt lại là có thể là yên tâm đánh một giấc ngủ thật ngon đến sáng hôm sau, không lo lắng bị côn trùng hay là muỗi đốt nữa. Nhanh tay sở hữu cùng VTV Hyundai Home Shopping chỉ với 549.000 đồng. Sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị đó là bộ hai mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc với mức giá hấp dẫn chỉ là 549.000 đồng, có hai kích thước để chúng ta lựa chọn 1m6 x 2m, 1m8 x 2m. Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí cho quý vị với màu sắc ngẫu nhiên, tặng thêm cho quý vị một mùng em bé với kích thước 1m1 x 1m1, bảo vệ giấc ngủ cho cả gia đình bạn. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời điểm giao mùa cũng như là đến mùa mưa, Kiều Khanh, thì chúng ta đã biết là có rất là nhiều muỗi cũng như là các loại côn trùng, gián, chuột này kia ở trong nhà của chúng ta mà không thể nào mà chúng ta kiểm soát hết được. Thì chúng ta cần lắm những cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình cũng như là giấc ngủ của chúng ta. Thì sản phẩm ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý vị đến từ thương hiệu Bảo Lộc sẽ là một cơ hội để chúng ta có thể sở hữu, mang về giấc ngủ của gia đình của chúng ta thêm ngon cũng như sâu hơn rất là nhiều, tránh khỏi các loại côn trùng khác nhau. Với những thiết kế rất là thông minh và hiện đại như thế này, màn của chúng ta được làm bằng màng tuyên nhé quý vị, sẽ rất là chắc chắn bảo vệ chúng ta khỏi những cái loại côn trùng rất là gây hại. Và Kiều Khanh nghĩ rằng việc VTV Hyundai Home Shopping kết hợp cùng với thương hiệu Bảo Lộc đem đến cho quý vị cơ hội mua sắm này cũng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian cũng như là công sức rất là nhiều. Trước đây đối với việc Kiều Khanh chuẩn bị chào đón một em bé trong gia đình của mình thì cũng suy nghĩ rất là nhiều về việc là lựa chọn một chiếc mùng như thế nào, không biết là thương hiệu nào để đảm bảo được tính an toàn, bởi vì cái chất liệu làm nên là những chiếc mùng như thế này cũng rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi là em bé nằm ở bên trong mà hít phải, nếu như mà còn tồn dư hóa chất độc hại thì cũng sẽ rất không tốt quý vị nha. Do đó chúng ta cần phải lựa chọn cách kỹ nữa. Còn bây giờ yên tâm khi sở hữu dòng sản phẩm này đến từ một thương hiệu rất uy tín, đó chính là thương hiệu Bảo Lộc quý vị ạ. Nói về mức giá đi nào, 549.000 đồng mà thôi cho bộ hai mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc quý vị nha. Và chúng ta lại còn có thêm quà tặng hấp dẫn nên sao nhỉ? Chính xác rồi, quà tặng ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng cũng rất là ý nghĩa và thiết thực cho gia đình của chúng ta, khi mà chiếc mùng với kích thước là 1m1 x 1m1 sẽ phù hợp cho những em bé của chúng ta dưới 1 tuổi ha Kiều Khanh, có thể sử dụng nằm riêng một mình cũng rất là an toàn khỏi các loại côn trùng khác nhau cũng như là các loại muỗi nữa. Từ nay gia đình của chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về những cái vấn đề ví dụ như các loại bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, sốt rét hay là dịch Zika nữa Kiều Khanh ơi. Và như vậy là chúng ta đã có mức giá ưu đãi rồi nào, mình có sự yên tâm bởi vì sản phẩm này đến từ một thương hiệu rất là uy tín, đó chính là thương hiệu Bảo Lộc, và còn có thêm cả sự bảo chứng đến từ VTV Hyundai Home Shopping nữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu như dòng sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của quý vị thì chúng ta hãy nhanh chóng đặt hàng ngay quý vị nha. Đặt hàng cùng với VTV Hyundai Home Shopping thì có rất là nhiều cách thức đa dạng để quý vị lựa chọn. Đầu tiên là chúng ta có thể gọi đến số tổng đài quen thuộc đang hiển thị trên màn hình này quý vị nhé. Chúng tôi sẽ giao hàng cho quý vị kể cả sản phẩm quà tặng cũng như sản phẩm chính ngày hôm nay gồm 3 chiếc mùng. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí cho quý vị 63 tỉnh thành trên cả nước, và quý vị cũng có thể mua hàng tại kênh bán hàng trực tuyến đó là vtvhyundai.vn. Và một cách thức thứ ba nữa cũng rất là đơn giản cũng như là phổ biến hiện nay á Kiều Khanh. Và cách thức đó chính là chúng ta có thể là mua hàng bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu thông qua điện thoại của mình hoặc là thông qua máy tính bảng mà cùng với một ứng dụng VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Và đối với ba cách thức mua hàng như thế này thì rất là tiện lợi để quý vị có thể là mua hàng vào bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên thời lượng dành cho chương trình đến nay đã không còn nhiều nữa rồi, đã đến lúc chúng tôi nói lời chào tạm biệt và xin gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.